Chào các bạn, chúc ngày mới an lành và vui vẻ. Sáng nay dậy sớm để đi đón bình minh, nhưng mà cũng không dậy sớm bằng mấy em thỏ này. Ha, giờ này là lãng vãng ở đây, có nghĩa là thức từ lâu lắm rồi. Hôm nay thời tiết đúng thiệt là đẹp luôn đó. Nhiệt độ bây giờ đang là 18, trưa nay có thể lên 20-22 độ. Phải nói là lý tưởng. Mọi người, ta nói đi quá chừng đi luôn, sáng giờ người qua kẻ lại không ngớt. Mình sẽ đi thể dục một vòng tản bộ quanh đây để chúng ta cùng xem buổi bình minh của mùa xuân ở thành phố Wales nó như thế nào hen. Nè nè các bạn nhìn đi, hôm nay hà dỗ cho bộ, dậy lúc mà mùa xuân nó vẫn còn đọng trên chiếc lá đó chứ. Không khí thiệt là trong lành và mát mẻ. Tự nhiên mình tự hỏi, không biết sáng nay có bao nhiêu người đi hít khí trời trong lành như thế này như mình không hả? Nhìn đơn giản vậy đó, cho những ai mà đang ở Canada không dậy sớm để đi ra ngoài tản bộ hít khí trời vào buổi sáng sớm á, thì thiệt là uổng luôn á các bạn. Thử tưởng tượng đi, các bạn hít một hơi thiệt là sâu, xong rồi thở ra thiệt là chậm chậm. Cái bầu không khí này nó làm cho mình sảng khoái và nhẹ nhàng tuyệt vời luôn. Nói thật, ước gì mình có thể chia sẻ cái luồng không khí mát lạnh trong lành này đến Việt Nam, nhất là miền Tây quê mình. Bây giờ trời đang rất là hạn và nắng kinh khủng. Mình thấy mà phải nói là đất nước hết trơn. Xem trên thời sự, trên những kênh YouTube mà mình cảm thấy năm nay đúng là nóng hạn ghê thiệt. Có bạn bình luận nói rằng tại vì ở Campuchia người ta đang đào kênh Phù Nam dẫn nước từ sông Mekong, cho nên sông Mekong ở phía hạ nguồn của Việt Nam năm nay không có nước. Thật ra thì kênh thì cũng chưa có đào đâu, nhưng mà do ở phía trên, ở trên nữa, từ Lào rồi Thái Lan rồi anh Trung Quốc là ảnh chặn hết trơn, biết bao nhiêu cái thủy điện mà nói, cho nên là về tới Việt Nam thì nước nó không còn bao nhiêu. Thiệt là làm láng giềng với cái anh mà khổng lồ mà anh cứ tối ngày lo thôn tính hoài, anh làm đủ cách để mà chèn ép để mà nuốt chửng. Ngoài thiên tai lũ lụt hạn hán, con người ta còn bị nhân nạn nữa, đúng là đi đâu cũng không tránh khỏi, và khổ cứ chồng thêm khổ, làm cho con người ta bức bối thêm hơn. Có lẽ vì vậy mà những cái trang tin quảng cáo, những cái dịch vụ môi giới gọi mời để đi Canada, để xuất khẩu lao động, để định cư, để có quốc tịch, nó như là cơn mưa giữa trời hạn. Như người chết đuối ở ngoài biển mà vớ được cái phao và họ cứ hy vọng vào đó, nhưng đâu có ai biết được cái nào thật, cái nào giả. Thành ra có nhiều cái bi kịch, có nhiều cái sự lừa gạt lẫn nhau, vàng thao lẫn lộn, con người ta khổ càng thêm khổ. Mà kể ra thì cũng toàn là người Việt lừa người Việt thôi, chứ đâu có ai vô mà lừa được người Việt đâu. Họ cứ vịnh vào những cái ưu thế, những cái lợi điểm, những cái điều kiện tốt của Canada để mà lòe người ta. Đúng là Canada là một đất nước tự do, văn minh, và con người ta sống nó thoải mái. Một điều chắc chắn là sự thoải mái, sự giàu có không phải tự dưng mà có các bạn. Người ta phải làm, phải gây dựng thì nó mới có được những cái thành tựu đó. Không phải tự nhiên mà có những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc đều đặn, hoặc là những cái bãi xe rồi những cái sân cỏ rộng lớn. Đó các bạn thấy, đó cũng là từ thuế của người dân đóng góp, và mỗi người đều sẽ được thụ hưởng bằng cái thành quả đó. Đó là cái thoải mái của người Canada là vậy đó các bạn. Chứ không phải là tự nhiên là chúng ta qua rồi tiền của chính phủ đưa chúng ta xài. Không có. Ở Canada các bạn thấy đất rộng bao la, cho nên là sân bóng đá nè, sân bóng chày nè, sân bóng gỗ nè, sân chơi tennis nè. Đa phần nó là công cộng, là miễn phí, mình chơi thoải mái luôn, sân cỏ lúc nào cũng xanh cũng đẹp như vậy nè, không có lo tốn phí hay là cái gì cả. Các bạn thấy đó, đó là lý do tại sao thanh niên ở đây mình thấy hả, người ta hay đi ra ngoài chơi những cái sân chơi công cộng là như vậy đó.
Trẻ con thì học từ lớp 1 cho tới cái lớp 12 là được hoàn toàn miễn phí. Đó là thật đó. Rồi y tế cũng được miễn phí nữa các bạn. Và nhiều cái phúc lợi, những cái công trình công cộng chúng ta có thể sử dụng và vui chơi. Đó là thật, là có nha các bạn. Khi bạn là một thường trú nhân ở Canada thì bạn có đầy đủ tất cả những quyền lợi như một người Canada. Và đến khi bạn có quốc tịch, bạn sẽ giống như là một người Canada thật thụ. Bạn được ứng cử và bầu cử nếu bạn có đủ điều kiện. Và bạn được sự bảo hộ, bảo trợ của chính phủ nếu đi ra ngoài ở bất cứ đâu bạn gặp một cái điều gì đó không may, thì cái sự bảo hộ của chính phủ Canada, như các bạn thấy đó, nó quá là nhiệt tình, nó quá là trách nhiệm luôn. Qua những cái nơi như là có chiến tranh, có động đất, rồi có nội loạn, là các bạn thấy hả, chính phủ Canada bảo hộ dân của họ phải nói là tới kẻ răng luôn đó. Nếu các bạn để ý á, qua những cái cuộc xung đột chiến tranh vừa rồi đó, các bạn thấy chính phủ Canada phải nói là bảo hộ dân Canada còn hơn là chính phủ Mỹ nữa. Thiệt, các bạn để ý đi, khi mà có cái xung đột gì xảy ra đó, ông Mỹ ổng còn đứng lên ổng nói này nói kia rồi mới di tản dân của ổng. Chứ còn ông Canada mà nghe rục rịch rồi đó, là ổng sắp xếp máy bay rồi lo đường này đường kia để mà di tản dân Canada, để mà đưa người Canada về lại Canada. Đó, đó là những điều tốt đẹp mà mình thấy ở đất nước này. Và mình tin chắc rằng cũng có nhiều người có cùng chung cái suy nghĩ, cái cảm nhận như mình. Và cũng có rất rất là nhiều người mong ước được đến đây để mà học tập, để mà làm việc và định cư. Thiết nghĩ đó cũng là một điều mong muốn bình thường của nhiều người. Ai mà không muốn đến một đất nước phát triển, một quốc gia trong lành và yên bình như Canada. Mình nói thật, có vài bạn nói rằng Canada không có đáng sống, nhưng mà nếu những người đó có cơ hội đến Canada, chắc gì mà họ không đến hả các bạn? Cho nên nhiều khi mình cũng chẳng muốn cãi nữa, cãi hoài cũng mệt. Mà những người đó cũng đừng nên đến Canada, tại vì cho dù họ sống cả đời ở đây đi nữa thì họ chắc cũng không có nhận biết, không có thấy Canada đẹp, Canada đáng sống như thế nào đâu. Toàn là Trần Văn Trê rồi Nguyễn Thị Trề không à, cho nên các bạn biết không, người ta phải bỏ ra rất rất là nhiều tiền và công sức thì mới đến được Canada và định cư ở lại đó các bạn. Chứ không ai mà tài giỏi gì mà tay không bắt giặt được hết trơn á. Ngoại trừ những người mà người ta có duyên, có nợ, rồi lập gia đình với nhau, hoặc là con cái bảo lãnh thì ok. Chứ đi du học á, bạn phải thật sự là đi học ra ngô ra khoai, phải gọi là xôi kinh nấu sử thì mới được, chứ không có đơn giản mà bạn có một cái bằng tốt nghiệp đâu, trừ khi bạn quá chừng thông minh đó hen. Rồi sau đó bạn phải đi tìm kiếm việc làm nè. Nếu mà bạn may mắn á, có những cái chương trình mà nó dễ dễ rồi có cơ hội đó thì bạn apply vô, bạn xin định cư luôn. Đó là những người may mắn nha, chứ phần đông mình thấy không có được may mắn nhiều như vậy đâu. Rồi có những người tìm đường qua Canada bằng cái ngõ lao động, gọi nôm na là xuất khẩu lao động Canada đó các bạn. Thật ra mình thấy ít có người nào tự tìm job được lắm, mà họ phải thông qua những cái dịch vụ, những cái môi giới, và chi phí thì đương nhiên là không có rẻ chút nào đâu các bạn. Mình chỉ nêu ra những cái con số mà nó bình quân, trong nhiều trường hợp mình thấy như vậy thôi nha, chứ nó lên xuống tùy theo thời điểm, tùy theo công việc, tùy theo tỉnh bang mà người ta lấy cái chi phí nó cũng khác nhau nữa. Nhưng ngày nay mình thấy nó dường như nó cũng đều đều giống giống nhau. Thứ nhất là người ta sẽ tìm cho bạn một cái công việc ở Canada, chi phí khoảng chừng là 40.000 cho đến 50.000, khoảng chừng 1 đến 2 năm. Mà nhiều người loan báo là sau 2 năm làm việc sẽ được định cư. Khoan, chưa đâu. Mà nếu mọi chuyện dễ dàng
nhanh chóng thành tựu được như vậy thì cuộc đời này nó màu hồng, hồng qua chừng hồng, hồng còn hơn là cái đám hoa này nữa đó các bạn. Đó chỉ là bước đầu tiên để bạn đặt chân đến Canada thôi. Bởi vì trong thời gian làm việc đó, bạn chưa đủ thời gian, chưa đủ tiếng Anh, chưa đủ điều kiện để mà chúng ta có thể xin định cư ở Canada. Thế là bạn phải đi tiếp cái bước thứ hai, đó là gia hạn cái giấy phép làm việc và tiếp tục làm việc ở nơi đó hoặc là tìm kiếm một nơi khác. Cái giá nó cũng tương đương như hồi đầu, là khoảng chừng 40-50 như vậy đó các bạn. Sau đó thì bạn có đủ điều kiện như là tiếng Anh, rồi thời gian làm việc, bạn có thể xin định cư ở Canada. Đó là cái con đường mà mình nói cho các bạn biết, nó thẳng đó nha, những cái con đường thẳng thẳng đó. Mà những bạn may mắn gặp được những người chủ tốt, dịch vụ mà làm giấy tờ có trách nhiệm đó, người ta theo mình đến phút cuối luôn, đến cái lúc mà mình lấy được cái PR luôn. Đó là những người tương đối may mắn đó. Thì ít ra họ cũng tốn khoảng chừng 80 cho đến 100 ngàn rồi đó các bạn. Không loại trừ những cái trường hợp mà những bạn mà ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị như là tiếng Anh nè, rồi gặp người chủ tốt nè, rồi cái công việc nó ổn định nè, thì cái thời gian và cái tiền bạc nó bỏ ra nó cũng đỡ hơn so với những người phải đi bước 1, bước 2, thậm chí là có nhiều người phải đi bước 3 nữa. Sơ lược nó là như vậy đó các bạn. Cho nên những ai mà nói với các bạn mà 10-20 ngàn có thể đi Canada lao động định cư rồi lấy quốc tịch đó ha, thì các bạn làm ơn đừng có tin. Nó không có rẻ như vậy đâu. Nếu mà nó rẻ, nó dễ như vậy đó, nhiều người đi lắm, chứ không phải mà người khóc kẻ cười đâu. Cái chuyện mà mất cả tỷ đồng khi còn chưa đến Canada nó không có hiếm nha các bạn, mà thậm chí những người đã đến Canada rồi nó cũng bi kịch như thường, tại vì chớp giả rồi không có công việc gì hết, sống dở chết dở không đó. Cho nên nhiều khi các bạn hỏi mình chỗ nào uy tín thì giới thiệu, thật sự mình không có dám giới thiệu, mà mình cũng không có biết ở đâu mà giới thiệu. Những cái này á, nó liên hệ đến cuộc sống cả đời của người ta đó các bạn, cho nên không có nói chơi chơi được. Đại khái nó là như vậy. Nếu ai biết hơn nữa thì có thể góp ý bằng cách bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau biết. Và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye các bạn. Bye bye.